Truyền thông phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp đón bệnh nhân ung thư gan Vương Quốc Dương đến từ Nam Định. Niềm hy vọng được thắp sáng tại phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Vượt qua quãng đường dài xa xôi từ Nam Định đến tỉnh Trà Vinh, bệnh nhân Vương Quốc Dương mang theo hy vọng tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị ung thư gan tại phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Gia đình anh Dương cùng các thầy thuốc nơi đây đã cùng nhau thắp sáng niềm tin chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác này. Câu chuyện đầy cảm động, bệnh nhân Vương Quốc Dương không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư gan, mang đến nỗi lo âu và tuyệt vọng cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, tia sáng hy vọng đã lóe lên khi anh được biết đến phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư gan bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano cùng các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu cha Vero Nguyễn Văn Tường. Đặt trọn niềm tin vào phương pháp hỗ trợ điều trị độc đáo này, anh Dương đã quyết tâm đến tận nơi để được các thầy thuốc và nhân viên thăm khám và tư vấn về trường hợp bệnh ung thư gan của anh Dương. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên ngay khi đến phòng khám cha thượng yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Anh Dương đã được chào đón bởi đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tận tâm chuyên nghiệp. Sau khi được thăm khám kỹ lưỡng, các thầy thuốc đã xác định tình trạng bệnh gan của anh Dương và lên phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư phù hợp với căn bệnh này. Bên cạnh việc áp dụng công nghệ cháo nano và thảo dược nano cùng các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, các thầy thuốc còn nhiệt tình hướng dẫn anh Dương chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý để nâng cao sức khỏe và hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư. Niềm tin được củng cố, sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên cùng với những chia sẻ kinh nghiệm từ các bệnh nhân ung thư gan đang hỗ trợ và điều trị tại đây đã giúp củng cố niềm tin của anh Dương và gia đình. Anh Dương chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn khi được biết đến các thầy thuốc và nhân viên ở đây, sự quan tâm và hỗ trợ tận tình. Tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của các thầy thuốc, tôi sẽ chiến thắng được căn bệnh ung thư gan này." Lời nhắn nhủ từ phòng khám cha Tường. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn mang đến niềm hy vọng và niềm tin cho những bệnh nhân ung thư với phương pháp hỗ trợ điều trị bài bản kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền. Cùng các đội ngũ thầy thuốc và nhân viên có kinh nghiệm, phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ đồng hành cùng quý bệnh nhân trên hành trình chiến thắng với căn bệnh ung thư. Xin trân trọng. Thưa thầy, tôi tên là Vương Quốc Dương, đến từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thưa thầy, thì tôi thì đầu tiên thì nó đau ở hai cái vùng sườn, ở sườn sườn hay ở bụng và dưới vùng sườn này. Thì tôi cứ ê ẩm tôi đau. Đau thì vào 13 tháng 5, ngày 13 tháng 5 thì tôi đi khám thì ở viện 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 Đại học Y. Đại học Y thì bảo tôi là nó chỉ là đau cái màng mỡ. Vậy em cũng cấp thuốc cho này, về đi lao động cùng sang đến đầu tháng 6, mùng 1, mùng 2 tháng 6 gì đấy, nó lại đau dữ dội, lại nên kiểm tra, cũng nên kiểm tra ở Đại học Y Hà Nội đấy. Đại học Y thì đến lúc đó thì cho tôi chụp CT cắt đớt thì thấy tỷ số máu nó lên cao, chuyển tôi sang ca sang sang bệnh K3 Tân Triều đấy. Thì K3 Tân Triều
là báo tôi là bệnh ung thư gan. Đấy, khi báo tôi bị ung thư gan thì cũng cho các phác đồ để tôi chữa theo Tây y. Thì lúc đầu thì hai vợ chồng tôi thì cũng chả biết nói sao, thì thấy người ta nói thì nghe thì nó cũng buồn chồn, rồi nó cũng lo lắng mọi vấn đề mà người ta cho ra các phác đồ, tiền nào tiền bao nhiêu thì sống được bao nhiêu thời gian. Thì tôi cũng đã chọn một cái phác đồ là qua bảo hiểm rồi, còn 800 triệu là mạng sống của tôi được từ 12 đến 15 tháng. Thì tôi đã cũng đã chọn rồi, cũng đã ký rồi, nộp tiền rồi, rồi cũng đã nhận giường, rồi nhận quần áo rồi. Nhưng mà khi các em tôi thì ở quanh quanh Hà Nội thì nó nghe thấy tin, nó chạy đến. Chạy đến thì nó mới gọi tôi về, gọi là gia đình anh em ở gần đấy, cách cây hơn cây, gọi là họp bàn lại, gọi cả người dưới quê nữa lên nữa. Họp bàn lại nhưng bây giờ có nên trị xạ hay này nọ không. Nhưng trong khi đó là tôi đã ký kết rồi. Tức là lúc ý tôi không biết gì. Thấy bảo thôi thì bỏ ra 800 gần tỷ thì sống được 12 đến 15 tháng thì tôi cũng chấp nhận để no niệu cho con cái này nọ rồi mất thì cũng được. Nhưng mà cùng là tôi cũng được anh em nó có học rồi, nó cũng tỉnh táo về mọi mặt thì nó mới nên cộng đồng mạng, nên chia sẻ của cộng đồng mạng ấy. Vậy cùng anh em nó tập trung các máy miền Nam miền Bắc kể cả từ nước ngoài nên cộng đồng mạng thì nói chung là đến 95% là trên cộng đồng mạng chia sẻ cho tôi là không nên trị xạ hóa chất rồi truyền nhiễm bất kể một cái gì. Thì thứ nhất là mạng sống, thứ hai là tiền nó cũng mất nhiều. Thì lại cũng tôi cũng nghe được tin là ở trong này có chỗ cha Tường là chữa về ba cái bệnh này. Thì thực ra thì khi mà tôi về được ngày thứ hai thì tôi mới nhận được tin. Thì tôi về ngày đầu tiên thì tôi cũng đã đi cắt một ít thuốc nam ở Hòa Bình. Tôi uống được mấy ngày, tôi uống được khoảng 2 tuần. Để tôi kiểm tra thì tỷ số máu nó lên một gấp đôi. Đấy, về tôi có quyết định là tôi vào đây. Thì trước khi tôi vào đây thì tôi cũng được tư vấn của anh Tuyên, với anh Tuyến ở người Xuân Trường cùng tỉnh tôi cũng đã chữa ở trong này khỏi về. Vậy tôi cũng quyết tâm là gọi là tôi lo liệu các công việc gia đình rồi công việc làm ăn bàn giao lại cho anh em ở trên tàu, rồi công việc gia đình con cái này bàn giao lại cho cha ở nhà. Vì tôi trong đó thì có hai cháu, cháu thứ hai và cháu thứ ba, là cháu thứ hai là đang học kinh học sách để chuẩn bị vào cụ đấy, làm chứng vào cụ giao để cưới. Còn cháu thứ ba thì đến 30 tháng 7 này là chịu phép thêm sức, cho nên là mọi cái tôi phải sắp xếp này. Nói chung là đến tôi vào được đến đây là ngày 15. Đấy, ngày 15 tháng 7 này thì tôi mới được có mấy ngày thôi, nhưng mà tôi cũng khi vào đây thì được mấy ngày mà tôi thấy là cái phòng khám của cha rồi bây giờ để lại cho gọi là các thầy là những người được thể thừa kế của cha, thì tôi thấy trước mắt thì tôi thấy là nó cũng rất thấy là nó có quy mô ở trong tình yêu thương cho không quả cha để lại cho các thầy. Các thầy lại gọi là cũng giữ lại cái nền tảng đó của cha, rồi từ công thức rồi thì từ mọi mặt. Thì tôi thấy mới được mấy ngày mà tư tưởng tôi nó cũng đã rất thoải mái so với trước khi ở nhà tôi đi. Thầy Thanh thì áp huyết của tôi là nó thấp, áp huyết của tôi có 9 mấy thôi. Thì thầy Thanh thì cho tôi uống trà gừng,
Đấy, tra cường 7 lần, nhưng mà ngày hôm kia ấy, tức là ngày hôm kia tôi uống thì tôi không chịu được cái độ nóng. Đấy thì hôm qua thì thầy thì Thanh lại bảo nếu mà không chịu được cường không chịu nóng thì lại nên uống đường, đường là đường đường, đường mía ấy, đường cục ấy, đường mía thì uống không thì thấy ngày hôm qua tôi về tôi uống thì nó lại dễ chịu đi rồi. Nó không nóng như ngày hôm kia là tôi uống trà gừng là nó nóng. Nó cứ sôi ục ục trong bụng mà đi thì nó lại táo bón. Đấy, nhưng mà ngày hôm qua thì tôi thấy nó thầy cho nào uống nước mía với uống uống đường nước ấm đấy, được đường cục đường đỏ ấy. Thì tôi thấy là người này nó dễ chịu hẳn đi so với hôm trước là thầy bảo tôi uống trà gừng, vì tôi không chịu được đồ nóng. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
vô đây nó chạy quá, chạy là đông đây quá. Có ẩn sủng người, đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, tới cũng tới à. Ở đây chứa tràn nguồn vui, vô đông có thể bị la. Nài xin tha thiết, nó này. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí
tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.